Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới bước vào đầu hè, nhưng thời gian vừa qua liên tục trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị tai nạn đuối nước thương tâm. Đuối nước không chỉ xảy ra với các em nhỏ không biết bơi, mà ngay cả với những cháu nhỏ biết bơi vẫn có thể gặp nạn. Theo thống kê mới đây của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nước ta mỗi năm có trung bình khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, để lại nỗi đau cho cả gia đình và xã hội vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và chúng ta cần phải làm gì để có thể đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi mùa hè đang cận kề trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay khách mời là anh Nguyễn Văn Thủy chủ nhiệm câu lạc bộ bơi mũ đỏ để chia sẻ về nội dung đang rất được quan tâm này à, vâng ạ xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng vâng ạ thưa anh tình trạng trẻ nhỏ đuối nước thì ngày càng nhiều nhất là vào mùa hè khi mà mùa hè các cháu được nghỉ hè và dẫn tới là việc có thể đến những cái bể bơi hoặc là đi ra những bãi biển để có thể tắm theo anh thì đâu là nguyên nhân dẫn tới những cái tình trạng đuối nước thương tâm đúng rồi tức là mùa hè thì là cái thời tiết oi nóng và cũng đúng là cái dịp mà tất cả các các, các con bắt đầu bước sang uh, giai đoạn nghỉ hè nên là các cái hoạt động vui chơi giải trí uh, liên quan đến bơi lội ở ở những ví dụ như là các cái bãi biển hay là bãi bãi tắm hay là ao hồ sông nước là diễn ra thường xuyên và đặc biệt đặc biệt nhất là những cái 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 hoạt động tự phát của 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 của, của trẻ nhỏ tham gia các hoạt động bơi lội khi mà không có sự giám sát của người lớn đấy là đấy là một cái, cái nguyên nhân tiền uh, tàng mà rủi ro rất cao uh, dẫn đến cái tình tình, tình trạng đuối nước uh, thương tâm những cái vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra uh, vừa vừa rồi. Vâng ạ, à, thực tế thì hiện nay có rất nhiều trẻ em biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước. Vậy uh, chúng ta phải hiểu câu chuyện này như thế nào, thưa anh? Uh, đúng, chúng ta hiểu là tức là không uh, không tức là trẻ em ấy là là không phải không dưới trẻ em đâu mà kể cả người lớn cũng thế thôi. Tức là uh, cái kiến thức quan trọng nhất đó là là là, là cái, cái 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 kiến thức về an toàn nước là đối với trẻ trẻ em ấy là không phải ai cũng 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 có vì cái kiến thức an, an toàn nước là là gì mọi người hiểu hiểu đơn giản là tức là ở Việt Nam của mình ấy có những cái vùng nước mở như là ví dụ như là biển hay sông hay hồ thì ở đấy những rủi ro tiềm tàng như là rộng ờ, gặp, gặp, gặp dòng hải lưu nóng lạnh này, hay là được gặp dòng chảy này, hay là những uh, những cái địa hình địa chất nó nó bất lợi này, hay là cũng có thể do sóng biển này, hay là do thời thời, thời tiết bất lợi gió hay lốc gì đấy, thì đấy là những cái nguy cơ tiềm tàng mà cả ba ba vùng như là uh, biển hay là sông hay hồ đều đều có có, có 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 nguy cơ như nhau. Thế chính vì vậy ấy là uh, cái, cái cái kiến thức mà an uh, kiến thức mà an an toàn dưới nước ấy là vô cùng quan trọng mà như ở nước ngoài ấy, thì họ, họ họ coi cái cái kiến thức mà an toàn nước ấy là 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 cái 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 buồn cái bệnh cao hơn cái cái việc mà, mà 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 trang bị cho trẻ trẻ em cái cái tức là đứng hàng đầu trước trước cả cái, cái kỹ năng bơi lội tức là phải trang bị cái kỹ năng an, an toàn an toàn nước trước và còn kỹ năng bơi lội là là, là, là mới đứng hàng hàng hàng, hàng sau thôi tại vì đây mình mình phải hiểu như này này là kỹ năng hoạt động nước hiểu rất đơn giản thôi là khi mà chúng ta bước ra một cái môi trường lạ ở dưới nước mà chúng ta muốn bơi ấy, chẳng hạn thì chúng ta phải biết là xem là chúng ta có an toàn an toàn hay không thì chúng ta thì thì, thì, thì bắt đầu với các các trẻ, cho trẻ trẻ con xuống được và các em bản thân các con ấy, cũng phải hiểu được là là ở cái môi trường mình mình bơi này này nó có thực sự an toàn với mình không có những mối mối nguy nguy hiểm gì đang rình rập đó chính chính vì vì vậy ấy, nên là, là 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 cái kỹ năng kỹ năng mà cái cái kiến thức mà an toàn dưới nước ấy là vô cùng quan trọng sau đó rồi rồi mới đến cái kỹ năng bơi lội thì ở ở việt ở việt nam thì cái 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 cái, cái mới chúng ta mới chỉ, chúng ta mới chỉ tập trung vào cái, cái 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 gì chúng ta mới chỉ tập trung vào cái uh, phổ biến phổ cập bơi lội nhưng về cái kiến thức về an toàn ở trong môi môi trường nước mở ấy, thì chúng ta hầu như là 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 chúng ta ta bị bỏ ngỏ nên nên là cái, cái 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 nên là nhiều nhiều trường hợp thương tâm là mặc dù là có những cái, cái đến đến những cái, cái đám tang là các cháu là là vừa mất mọi người đều chia sẻ là cháu ấy bơi rất tốt bơi bơi rất giỏi bơi có thể bơi từ 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 bờ bên sông cái nọ sang bờ bên sông bên kia nhưng mà không hiểu tại sao cháu, cháu cháu lại 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 bị đuối nước thì đấy là cái, cái cái những cái khi mà 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 trẻ em mà không có cái kiến kiến thức về về về, về an toàn toàn nước ấy là 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 điều rất thiếu sót. Vâng ạ, um, anh có nhắc tới kỹ năng an toàn dưới nước vậy trên thực tế thì uh, trẻ em và đặc biệt là cả người lớn nữa chúng ta cần phải tiếp cận những cái, những cái kỹ năng an toàn dưới nước này ở, ở những cái thông tin này trên những cái phương tiện nào? Uh, đúng đúng là ví dụ như nếu bây giờ ấy, những cái từ khóa mà kiến thức an toàn nước mà search uh, search ra trên mạng ấy là là cũng thường thường là là cũng bị 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 bị, bị hiểu nó nó cũng không đúng lắm. Tại vì là bây giờ là kiến thức an toàn nước đó là gì? đó là ở như mình mình vừa mình đã chia sẻ, đã hiểu đơn giản là 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 ở cái môi trường nước nước lạ không chữ an toàn là chúng ta sẽ không 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 không, không tham gia bơi, đấy, chúng ta sẽ không xuống nước. thì ví dụ như ở như mình ấy, mình có một lấy một ví dụ đơn giản giản như mình thôi, mình có một mình cùng với cả mọi người cùng cái mấy mấy bạn bè là bơi từ đất liền ra ra đảo lý sơn thì trong quá trình đấy thì không phải là mình cứ thế mình mình mình, mình trang bị sức khỏe cho mình hay kỹ năng bơi lội của mình đâu mà mình phải phải tìm hiểu là từ dòng chảy này từ từ sóng như thế nào gió như thế nào thủy triều ngày hôm đấy ra sao hay là hay là coi như là cũng phải, phải hỏi người dân ở cái 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 khu vực đấy xem là với cái 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 bơi đấy nó có có những cái gì nguy hiểm để mình phòng tránh thì cũng tương tự như thế thôi ví dụ như tất cả mọi người kể cả nhất là 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 là, là các các phụ huynh cũng đến để ý con khi cho con tham gia những cái, cái cái hoạt động bơi nội trong những mùa hè như này thì lên lên là phải hiểu được là cái môi trường nước đấy là có có đủ an toàn không có, có, mình đã, đã trang bị cho con đủ kiến thức an toàn không để 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 cho con tham gia ở, ở những bơi bơi nội ở những môi trường như vậy vâng ạ nói nôm na là nếu như mà chúng ta à, bơi ở những cái môi trường nước mở như là anh vừa chia sẻ thì à, chúng ta cần phải à, tìm hiểu về thời tiết à, cũng như là cái dòng nước lên dòng nước xuống nước. ở tại khu vực Đúng đó rồi. và đặc biệt là với những cái môi trường nước mở như vậy mà đặc biệt nếu như có trẻ em thì ở đó cũng nên có những cái đội cứu hộ cứu nạn để có thể ứng trực kịp thời khi mà có những cái tình huống xấu xảy ra đúng rồi vâng ạ à, với những trẻ mới bắt đầu học bơi thì anh có thể có thêm những cái chia sẻ để cho, cho các em có thể vượt qua những cái nỗi sợ hãi và có thể tự tin dưới môi trường nước những cái kiểu bơi nào mà các em có thể dễ dàng làm quen à tức là nếu mà nếu mà thực thực ra ấy, nếu mà mình mà đồ, mình có một lời khuyên trong nếu có một lời khuyên ấy thì mình khuyên là gì bố mẹ hãy cho con làm quen cái môi trường nước trước để giúp cho trẻ tự tin sau đó tiếp theo đó là gì tức là lên lên để để con để, để để con có có thời gian để con chơi dưới nước này con tập thở dưới nước và khi con con làm chủ được cái môi trường nước đấy rồi tức là con 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 làm chủ được cái môi trường nước thì cái cái lời khuyên tiếp theo của mình ấy là lên con cho con học trang bị cho con học kỹ năng bơi sinh tồn có nghĩa là gì cần con có sự có thể nổi trên mặt nước được hay là có thể nằm ở trên mặt nước được thế là thế là thành công rồi mà nằm trên mặt nước hay nổi trên mặt nước ở một thời gian dài thì đấy mới gọi là kỹ năng sinh là là, là, là bơi sinh tồn tức là có thể tồn tại ở một môi trường nước ở trong một thời gian dài đó, đó sau khi xong rồi thì bắt đầu tiếp theo mới, mới đến là là tập bơi ếch này hay bơi sải hay là, là là các kỹ thuật bơi bơi, bơi khác thì như, như như vậy là giúp cho trẻ tự tin hơn và cũng cũng để tránh cho 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 trẻ bị 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 ngợp, bị sợ khi khi mà, mà 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 mới bắt đầu làm quen với môi trường nước, mới bắt đầu đi học bơi. Và cũng cũng có một cái khuyên nữa là gì, bố cha mẹ cũng không nên không không nên là áp áp đặt cho cho, cho 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 áp đặt lên vai các các thầy cô giáo đó là phải phải con 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 tôi phải đến phải ba năm buổi hay là 10 buổi hay 15 buổi là phải biết bơi. Tự tại vì học bơi cũng như 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 là là, là 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 học tiếng Anh thôi, tức là nó phải có một thời gian để thẩm thấu có thời gian làm quen đó dạ vâng à, rõ ràng như anh chia sẻ ở những câu hỏi trước thì biết bơi thì là chưa đủ mà trẻ cũng cần phải trang bị rất nhiều những kỹ năng để có thể bảo vệ và tự cứu được bản thân khi mà gặp phải những cái sự cố ở môi trường nước à, vậy đâu là những kỹ năng mà các trẻ nhỏ chúng ta cần phải trang bị và hướng dẫn cho trẻ khi tập bơi thưa anh đấy cái kỹ năng như mà mình nói là đầu tiên là phải kỹ năng bơi sinh tồn có nghĩa là có thể nổi thoải mái ở trên mặt nước hay có thể ngụp lặn trên mặt nước một thời gian dài đấy là đầu tiên và cái thứ hai nữa là gì đó là, là đó đó là một cái kỹ năng đó là gì khi mà mình bất ngờ bị rơi xuống nước coi là cái nguyên tắc 5 giây à. tức là khi mà mà chúng ta bất ngờ bị rơi rơi xuống nước ở trong tình huống bất ngờ ví dụ ngã ở trên tàu tàu xuống biển chẳng hạn hay là hay là ngã từ trên 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 cầu xuống xuống dưới nước thì cái nguyên tắc đầu tiên ấy, đó là chúng ta sẽ không làm gì cả và chúng ta sẽ sẽ nhìn thở và đếm chậm rãi từ 1 đến 5 và trong cái thời gian đếm đấy nó làm cho chúng ta được bình tĩnh hơn tự tin hơn và chúng ta biết được tình huống xử lý tiếp theo là gì đấy là nguyên tắc 5 giây. Còn còn tiếp tiếp đó nữa là một một kỹ năng nữa mà rất rất hay rất chúng ta phải thuộc lòng đó là gì? khi mà bị một ai đó uh, chưa biết bơi hoặc bơi mà mà kéo chúng ta uh, ta uh, bám vào chúng ta để để nổi lên tức là người ta bị 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 đuối nước thì uh, nếu với với những những người mà mà, mà 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 chuyên nghiệp tức là những 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 bạn cứu hộ chuyên nghiệp thì họ có bảy miếng võ cứu cứu đuối thế nhưng mà mà chúng ta chúng ta học bảy cái miếng võ đấy mà chúng ta không thực hành thường xuyên thì cũng không có tác dụng gì cả cách tốt nhất cái từ khóa tốt nhất để thoát thoát được cái cái đấy là chúng ta sẽ lặn chìm lặn xuống dưới 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 nước và cái người mà mà khi mà họ đang đang nước thì họ bao giờ cũng có nhu cầu là là tìm một cái vật gì nắm vật gì đấy có thể nổi lên lên trên mặt nước và khi mà chúng ta lặn xuống thì họ không có cái gì bấu víu nữa rồi thì họ sẽ tự tự coi như là phản xạ tự buông ra và chúng ta sẽ sẽ thoát được chứ còn nếu không ấy mà chúng ta cứ cố rằng co co với họ thì rất dễ là bị 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 bén chìm và đây cũng là một cái nguyên nhân đấy là mọi người sẽ thấy là có có những tình 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 trạng rất thương tâm xảy ra là khi một nhà đến đến 3 ba, ba chị em hay là ba anh em coi như là cùng 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 cùng, cùng bị đuối nước cả. Nó cứ người nọ kéo người kia, đấy là không có một cái kỹ, kỹ, kỹ năng, đó là là nó nó kỹ năng như như mình nói, nặng, nặng nặng sâu xuống để 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 thoát ra cái người người người, 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 người bố và người đang 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 bị 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 đuối nước. Vâng ạ. À, tiếp nối quy tắc 5 giây của anh thì à, những cái điều về sau phải làm để trẻ có thể trang bị là gì ạ? Ở khi mà sau 5 giây, ấy, sau ừ. 5 giây rồi thì ví dụ như nếu mà trẻ biết biết bơi hay biết, biết nổi rồi thì thì nó sẽ tự nổi lên, tức là nó sẽ không bị bị chột rút nữa, vâng. tức là nó sẽ bình tĩnh hơn và khi bình tĩnh rồi thì với một người biết bơi mà khi đã nổi lên trên mặt nước rồi thì thì họ có thể có thể là bơi bơi vào bờ hay là có thể là là bơi ra cái chỗ vùng an toàn nó nó nó, nó đơn giản hơn rất nhiều. Vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và chắc chắn là các bậc cha mẹ gia đình thì chúng ta cũng phải đồng hành cùng với trẻ trong cái việc mà trẻ biết bơi cũng như là chưa biết bơi đúng không ạ đúng à, nếu như mà chưa biết bơi thì chúng ta có thể trang bị cho các em những cái khóa học bơi trong mùa hè này à, còn nếu đã biết bơi rồi thì cũng luôn luôn cần phải đồng hành và giám sát trẻ vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn anh nguyễn văn thủy chủ nhiệm câu lạc bộ bơi mũ đỏ